Chả lẽ lại là quái vật? Không được, Fristy này phải ra tay thôi. Fristy go! Fristy, giờ chơi phiêu lưu ký. Chơi rồi, Fristy thôi. Ờ, các bạn đi đâu mà lâu thế nhở? Không có ở trong lớp học. Ơ, các cậu chơi cái gì mà cứ giữ tay nhau thế? Tránh ra đi, bọn tớ đang vật tay căng thẳng lắm. Gì mà căng thế? Ai thắng sẽ được hai lốc sữa chua hoa quả mới vị cam sữa và việt quất sữa ngon tuyệt của mèo. Ngon quá! Nhưng mà mình phải đi tìm Dodo, Tin Tin, Lily đã. Lẽ lại là quái vật? Không được, Fristy này phải ra tay thôi. Fristy go! Quái vật! Tên đàn em của quái vật xấu bụng kia, chạy đâu cho thoát một khi đã gặp phải Fristy ta. Khá lắm, tên sữa tròn lẳn. Không nói nhiều, xem chiêu của ta đây, lôi phong. Bom lửa. Tuyết băng giá. Mặt đất. Đây chính là tên đàn em của quái vật xấu bụng đấy. Tớ phải tiêu diệt ngay. Đừng! Đấy không phải là quái vật đâu. Đúng rồi, đây chỉ là mô hình manơ canh, hình nộm người bằng gỗ. Cô giáo để đây để chúng tớ học về các bộ phận trên cơ thể con người mà thôi. Nhìn kìa Fristy, đây là phòng sinh học của chúng tớ. Thì ra là vậy. Thế mà tớ cứ tưởng. Tưởng quái vật tấn công trái đất. Giờ chơi rồi, Fristy thôi.